mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với TVB xe máy 24 giờ. Hôm nay vẫn là Lành đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu xe không cần trả trước trong tháng 12 này, mà không cần trả trước mà lại có quà ghi về nữa nha các bạn. Bên cạnh mình đây là mẫu Yamaha Sirius ha. Bên mình có đầy đủ phiên bản, 3 phiên bản luôn, cam đùm, cam đĩa và bánh mâm, đang có mức giá chỉ từ 20 triệu tới 23 triệu thôi ha. Giá lên báo cho các bạn nó bao gồm thuế VAT, biển số giấy tờ ra ở đâu cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo, Lành hỗ trợ báo giá cụ thể cho các bạn ha. Hiện tại trong tháng 12 này bên mình đang, khi khách hàng mua xe, sửa xe đều nhận được một thiếu không trúng thưởng vào ngày 23 tháng 12 2023 diễn ra tại bến xe Bến Tránh nha các bạn. Và trúng rất là nhiều xe luôn, như các bạn sẽ trúng được xe Exciter nè, xe Sirius, lò vi sóng, tất cả các quà tặng tại Thanh Nhân Phát đều có hết nha các bạn. Mua xe hoặc là sửa xe thì các bạn sẽ nhận được cái phiếu bốc thăm trúng thưởng ha. Bên cạnh mình đây, phiên bản này đi. Phiên bản này là phiên bản 3D nè, mình mới lên chiều nay, mình mới mang ra cho khách hàng xem, ngày mai là chủ nhật để mình chốt xe ha các bạn. Bản này là bản màu xanh ha, được trang bị thêm một cái tem màu cam ở đây và chữ Sirius là màu đỏ, khá là đẹp mắt luôn ha. Và theo đó thì mình có trang bị một số phụ kiện theo xe cùng màu luôn đấy các bạn, nhìn nó khá là đẹp ha. Bên cạnh mình đây thì mình có lên một cái cản đó nè, cản sau này các bạn, ba ga hoặc là ốc kiểu nè, mình có lên thêm một cái móc giao đồ đó nha, gương nữa nè, và không có kém cạnh gì đây, là một cây phuộc ha, cây phuộc cùng màu luôn nha các bạn. Nếu như mà các bạn có liên hệ trước với Lành đó, các bạn muốn lấy một combo phụ kiện theo xe hết luôn, mình có hỗ trợ cho các bạn một cái voucher mua phụ kiện nha, cứ liên hệ trực tiếp cho Lành đi. Ngoài ra thì mình có những màu gốc của nhà máy nè, như bản xanh trắng này nha các bạn, nó sẽ được trang bị một cái bánh mâm màu xanh luôn nè. Đa phần hiện tại năm nay thì thấy trend á, thì cũng ưa chuộng cái màu xanh á, bên mình cũng lên tất cả các mẫu xe màu xanh luôn ha các bạn. Mẫu này thì phiên bản bánh mâm nè, 23 triệu giá bao gồm thuế ha. Nhớ nha, trong tháng này các bạn liên hệ trước với Lành, Lành có tặng cho các bạn một voucher mua phụ kiện là 2 triệu ha. Cứ liên hệ trực tiếp cho Lành là có ha. Tặng thêm cho các bạn một combo quà tặng trị giá 1 triệu 500 ngàn, hỗ trợ cho các bạn 500 xì tiền sang xe đi lại ha. Bản này là phiên bản cam đời, cam đĩa này các bạn, bản này là bản trắng đỏ đen ha. Mấy cái bản này thì thường xe này thì không cần trả trước đâu, các bạn chỉ cần đưa trước cho mình từ 500 triệu hoặc là không đưa trước cũng được ha. Mang cho mình cái căn cước công dân, các bạn nào làm công ty á, có bằng lái hoặc là có bảo hiểm y tế cứ mang lên hết cho Lành, Lành hỗ trợ làm gói lãi suất ưu đãi ha. Trong tháng 12 này cực kỳ khủng luôn, các bạn cứ tới cửa hàng mua xe là có quà mang về luôn ha các bạn. Bên mình có hỗ trợ hoa hồng khi mà khách hàng dẫn người thân ra cửa hàng trực tiếp để xem xe, từ 500 tới 1 triệu hoặc là có thể nhiều hơn tùy vào dòng xe các bạn dẫn khách tới mua ha. Và đây, những cái mẫu này thì Sirius thì nó đa dạng màu sắc lắm, các bạn ưng màu nào thì mình cứ lên màu đó cho các bạn đều được hết nha. Và phí sơn xe lại là tầm 2 triệu nha các bạn. Mẫu này là mình lên là màu xám lông chuột nè, nhìn theo xe khá là đẹp mắt luôn ha. Ngoài ra thì đây là bản bản này là bản cổ điển rồi, nó là phiên bản màu xám vàng ha các bạn, được trang bị bánh mâm nè, nhìn con xe khá là đẹp ha. Nhớ nha, thủ tục mua trả góp thì các bạn không cần đưa trước gì hết, mang cho mình căn cước công dân, không cần trả trước, tới cửa hàng có nhận xe về nữa ha. Ngoài ra một loại, một dòng Sirius cạnh tranh với lại mẫu Sirius thường bên đây nữa là Sirius FI nha các bạn. Mấy cái bản này đều là bản mới của nhà mình mới nhập về ha. Bản này là bản gốc của nhà máy luôn nè, màu gốc của nhà máy luôn. Cái này là phiên bản bánh mâm đĩa ha, đang có mức giá là 25 triệu nha các bạn, giá bao gồm thuế VAT ha. Ngoài ra thì nó còn nhiều màu mới nha các bạn, như ở dưới đây nè. Những cái bản này là bản trắng xanh nè, hoặc là bản màu xám nè. Xám thì được trang bị cam đĩa ha, bánh mâm ha, xin lỗi, đây là phiên bản cam đùm, còn nếu đây là bản mâm đĩa nè. Với dòng này thì các bạn chỉ cần đưa trước cho mình từ 500 triệu, nó cạnh tranh với cái mẫu Sirius thường, Sirius Sanger nhiều hơn ha. Tại vì cái bản này đi ít siêu là cái kiểm xăng cũng như là dễ di chuyển trong mọi địa hình luôn ha, nó cũng tiết kiệm xăng hơn mấy cái dòng Sirius Sanger ha. Ngoài ra thì đây nè, những cái mẫu này như là mình có độ lên nè các bạn, nhìn con xe khá là mạnh mẽ luôn ha. Mình có độ cái mặt nạ trước cho xe nè, và kèm theo đó một số inox ở trên xe, nhìn màu trắng thì nó có thêm một chút inox lên nữa, khá là đẹp mắt ha. Hiện tại địa chỉ của hàng của bên mình là số 359 khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, là ở kế bên chợ Nhật Huy luôn nha các bạn. Nếu như mà các bạn nào cần tư vấn xe cứ nhắc vào Zalo bên dưới màn hình, để cũng như là Lành báo giá xe nè, cụ thể biển số giấy tờ các bạn ra ở đâu, thủ tục mua trả góp Lành tư vấn cụ thể hơn ha. Nhớ nha, có gì cứ liên hệ cho Lành để Lành hỗ trợ những ưu đãi các bạn mua xe không cần trả trước vẫn có quà mang về nha các bạn. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video. Và lâu rồi mình mới ra lại video thì các bạn có gì cho mình xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ủng hộ Lành qua những video mới trong tháng 12 này ha.